Xin mến chào tất cả các bác nhé, và hôm nay trung tâm điện tử Phán Quyết Audio lại tiếp tục về với một trong những em đầu mic không dây của hãng TG Aquatic, và xin mời tất cả các bác để đi theo em khám phá những dòng sản phẩm thương hiệu hàng mới người hộp của công ty TG Aquatic. Mic không dây hát rất nhẹ và bay các bác nhé, hát rất nhẹ và bay, và đây là hàng mới nguyên hộp. Chế bộ bảo hành là được 1 năm. Đấy các bác nhá. Về hôm nay về được số lượng không nhiều. Về được 20 đầu mic không dây như thế này. Và các bác nào quan tâm muốn nâng cấp cho gia đình mình với những tay mic có dây chuyển sang mic không dây thì alo cho trung tâm bên em. TG Aquatic có mã là M12. Và đây là hàng mới nguyên hộp các bác nhé. Và bây giờ em mở ra để các bác chiêm ngưỡng. Bên trong sản phẩm phải nói là những tay lắm rất là xịn sò. Hai tay nắm các bác nhé, xịn sò luôn. Đấy, hai tay nắm xịn sò luôn. TG Aquatic. Và cần anten là hai cần anten các bác nhá, bắt sóng phải nói là cực khỏe luôn. Và sản phẩm thì ở đây sản phẩm là sẽ có một cái quyển hướng dẫn cách sử dụng. Ở trong này thì đầy đủ tất cả các phụ kiện, pin, và sản phẩm thì được gói bằng ni lông. Và ở đây thì ghi chữ thương hiệu TG Aquatic, đồng hồ ở giữa đấy, M12 Pro. Và ở đây có dán tem xác thực là chống hàng giả ở đây và quét mã vạch các bác nhé. Và các bác quá an tâm khi dùng TG Aquatic, hát rất nhẹ và bay các bác nhé. Và video tới thì em sẽ hát thử các bác nghe chất âm đấy. Và với những dòng TG Aquatic và các bác đã xem ở kênh của bên em cũng như một số kênh của anh em thì các bác đã đánh giá phải nói là với những tiếng mic rất nhẹ và bay đấy, hát rất sướng luôn, phù hợp với tất cả những giọng ca nam nữ các bác nhé. Tất cả những giọng ca nam nữ đấy, hát rất hay và phải nói rất đẹp. Ở đằng sau thì phải nói là làm rất cẩn thận đấy, lỗ cắm thì đều mạ bằng đồng hết các bác nhé, mạ bằng đồng này đấy, mạ bằng đồng rất đẹp luôn. Và về số lượng không nhiều nhá, đầu mic không dây này các bác nhanh tay alo cho trung tâm bên em với số điện thoại là 0325004686 nhá. Và xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Em sẽ thử cái chất của đầu mic không dây này để các bác nghe đánh giá chất âm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.